nếu quý vị oán trời trách đất đây gọi là tội càng thêm nặng sai càng thêm sai Bởi thì hai câu sau rất hay tự vào cõi ác là cõi ác từ nơi ác nghiệp của quý vị tạo nên cõi ác là địa ngục nhập vào dạc lửa dạc là gì chảo chảo lớn gọi là dạc tự nhập vào ngục lửa và chảo nước sôi những thứ này mô tả những cảnh tượng địa ngục cảnh giới địa ngục ngục lửa là đốt cháy dạc sôi là nấu trong nồi Ai làm những việc này Chúng ta thì giết vật Ăn thịt Xác những động vật này Có phải để chúng nó nấu nướng chăng Đó là giạc sôi Hôm nay quý vị nấu thịt Đến địa ngục tự mình nấu mình tại sao nghiệp biến hiện ra biến hiện địa ngục dạt sôi quý vị tự đến nhảy vào đó nhảy vào đó cả địa ngục là biển lửa quý vị chạy nhảy trong đó ngoài là quỷ thần ghi chép à, trong ngoài đều ghi tội báo theo cùng nên trôi lăng trong tam đồ hay nói cách khác Ba loại tội này Quý vị đều phải chịu Quý vị phải ở trong địa ngục Ngạ quỷ súc sanh để chịu tội Địa ngục tiêu tội nặng của chúng ta Ngạ quỷ tiêu dư tội của chúng ta Súc sanh phải đi nhận báo ứng đó chính là đòi nợ trả nợ nợ mạng phải trả mạng nợ tiền phải trả tiền phải làm những điều này trong phật pháp thường nói người chết làm dê dê chết làm người nhai nuốt lẫn nhau ăn nó nửa cân phải trả tám lạng không phải ăn không tương lai phải trả nợ tất cả quý vị ăn cá tương lai biến thành cá để trả nợ nếu như ăn tôm tương lai biến thành tôm để trả nợ chúng ăn lại quý vị Nếu không giác ngộ Cứ mê hoặc trong đó Thì đời đời kiếp kiếp cứ luân hồi sanh tử như vậy Quả là khổ không sao nói hết Khi nền đời đời khó ra khỏi Đau khổ không cùng tận Đời đời là rất nhiều kiếp Cứ trôi lăn đời đời kiếp kiếp trong lục đạo để báo ân báo oán Đòi nợ trả nợ Những ân oán nợ nần này Nếu quý vị mãi không buông Quý vị ghi mãi trong lòng Thì rất phiền phức Vì thế mà không ra khỏi luân hồi Muốn ra khỏi luân hồi Tâm phải như thế nào Buông bỏ hết những điều này ta nợ người phải trả nhưng người nợ mình thì không cần nữa bỏ hết không nghĩ đến bất kỳ điều gì chỉ chuyên nghĩ đến phật a di đà và thế giới cực lạc sau khi ở thế giới cực lạc thành phật rồi trở lại độ tất cả những người có ân có oán với mình đây gọi là người có duyên nếu không có duyên Họ không chấp nhận Nói họ cũng không tin Vì họ nghe không hiểu Quý vị có duyên với họ Họ quan hỷ Họ tiếp thu Nên Phật chỉ độ người có duyên Chúng ta sẽ giúp tất cả những người Có ân oán Có nợ nần với mình Như vậy mới có thể giải quyết được vấn đề này một cách viên mà.